Hướng dẫn chi tiết kỹ thuật đẩy cầu hai nhịp khiến đối phương mất chân. Kỹ thuật này thì anh em nên sử dụng cầm vợt vào cái điểm nhọn của vợt nhá. Điểm nhọn này. Đó, chứ không phải điểm bẹt rộng này đâu, điểm nhọn này. Đó. Và anh em hãy sử dụng bằng các lực ngón tay. Anh em sẽ hơi thiên hướng là co cái đầu vợt này về trước này, co về trước này. Xong em sẽ sử dụng cái lực vặn xoắn này, vặn xoắn ngón tay này. Đẩy vào trong này. Đẩy vào trong. Nghiêng này. Và anh em sẽ sử dụng, khi anh em vươn vợt lên anh em sẽ thả lỏng thôi. Thả lỏng như anh em bỏ nhỏ ấy. Xong anh em sẽ sử dụng cái lực vặn xoắn nhanh. Thả lỏng này, lên thả lỏng này. Vặn xoắn nhanh, đấy thì anh em sẽ đẩy được quả cầu ra đằng sau, đối thủ sẽ bị bất ngờ. Thì anh em hãy tập ở nhà như này cho mình nhá. Anh em phải có cái lực vươn cái vợt lên như này, giả vờ kê ấy. Giả vờ kê cầu ấy, xong em vặn xoắn thì mới lừa đối thủ được. Vươn này, vào. Vào này. Vào này, ok. Vào này. Đó. Thì cái động tác này anh em sẽ phải cố gắng cho mình là phải vươn cái vợt lên, giả vờ kê. Xong anh em sẽ sử dụng cái lực co cái khỉu tay về và vặn xoắn nhanh cái đầu, vặn xoắn nhanh cái ngón tay vào. Ok. Đúng rồi, co. Chính xác anh. Chính xác anh. Nào, co nào. Miết, đúng rồi, co, vặn xoắn. Đúng rồi. Tốt, co. Ok, co. Tiếp. Đúng rồi. Chuẩn. Chuẩn. Ok. Ok. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cầu phải đi thế mới chết được anh ạ.